Kết quả Manchester United 1-1 Chelsea, quỷ đỏ mất 2 điểm vì một siêu phẩm. Trận đại chiến Manchester United vs Chelsea đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đội chủ nhà có lý do để tiếc nuối khi họ tưởng như đã có trọn 3 điểm nhưng lại để hụt mất vì một siêu phẩm của Moise Caicedo. Bàn thắng Manchester United vs Chelsea. Manchester United, Bruno Fernandes, 70 pen. Chelsea, Caicedo, 74. Trong những phút đầu tiên, Manchester United là đội chiếm thể chủ động về quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, họ lại không tung ra được nhiều cú dứt điểm về phía khung thành của Sanchez. Trong khi đó, Chelsea dù cầm bóng ít hơn nhưng lại dứt điểm nhiều hơn. Đáng chú ý, sự phối hợp của cầu thủ Manchester United cũng không ăn ý và Onana nhiều lần chuyền bóng lỗi khiến đồng đội gặp khó. Tình huống nguy hiểm nhất là ở phút 18 khi Casemiro suýt phản lưới nhà vì đường chuyền không đúng lúc của thủ môn người Cameroon. Tới phút 21, Manchester United có cơ hội rất tốt để ghi bàn khi Rashford đi bóng nỗ lực bên cánh trái rồi căng ngang vào trong nhưng bị thủ môn Chelsea phá ra. Đội trưởng Bruno Fernandes băng vào đá bồi nhưng không thành công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Chelsea lại là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Với tốc độ và sự lắc léo của Pedro Neto, họ có hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng tiếc là không thể ghi bàn. Fernandes mở tỷ số cho Manchester United ở phút 70. Tới phút 68, Manchester United được hưởng phạt đền sau khi thủ môn Sanchez của Chelsea phạm lỗi với Højlund trong vòng cấm. Bruno Fernandes không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Caicedo gỡ hòa chỉ sau đó 4 phút. Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, Chelsea đã có bàn gỡ hòa. Từ một tình huống phạt góc của Chelsea, bóng đến chân Caicedo ở rìa vòng cấm và anh tung ra cú dứt điểm chìm vào góc trái khiến Onana bất lực. Những phút còn lại, cả hai đội đều có cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 1-1 và đây là kết quả có thể làm hài lòng đội khách trong khi Manchester United có lý do để tiếc nuối. Đội hình thi đấu Manchester United vs Chelsea. Manchester United, Onana, Magal, Zelay, Martinez, Dalot, Casemiro, Ugarte, Lindelof 84, Rashford, Diallo 73, Fernandes, Garnacho, Højlund, Zaha 84, Chelsea, Sanchez, James, Fofana, Colio, Gusto, Cucurella 46, Caicedo, Lavia, Enzo 70, Madouke, Mudryk 70, Palmer, Neto, Jackson